Cảm ơn, xin chào toàn thể các bác nhá. Tại kênh cũ âm thanh Minh Vũ của em thì nó lại dính cái vấn đề bản quyền, thành ra giờ lại sử dụng kênh phụ này. Đây. Giờ làm ăn đã khó rồi, gặp toàn những cái thành phần gọi là tiểu nhân nó hãm hại. Hôm nay em còn hai con đẩy bốn kênh, hàng công ty chính hãng, sản xuất tại Trung Quốc, TG Audio. Hàng này nó rất là nổi tiếng bên Trung Quốc nhé. Sắp tới thì em cũng về thêm được những cái mẫu vàng X12 Plus, cũng là thương hiệu của hãng này nó sản xuất. Hàng rất là chất lượng, với cái mức giá thì các bác cứ yên tâm là giá cả cạnh tranh, rẻ nhất thị trường. Ở đây thì em còn hai con 4 kênh, công suất của nó là 850W một kênh, hoạt động chế độ 8 ohm. Các bác có thể đánh được hai cặp bát 40 đơn từ 220-100, đánh thoải mái nhé. Ở đây em có tháo sẵn để quay cho nó đỡ mất nhiều thời gian. Dòng này thì em cũng bán cho các bác rất là nhiều rồi. Nó hoạt động sò trường LG VK, tiếng của nó ra rất là sáng nhé. Bạn để ý kỹ nhé. Đối với hàng công ty thì từ những cái dây rắc, thì những cái con ốc của nó, những cái linh kiện tụ trở các thứ là đều toàn là linh kiện xịn thôi. Thế nên khi nó để công suất là 850W một kênh thì công suất của nó là công suất đủ nhé. Có nhiều con nhìn nó giống như này, nhưng các bác phải lưu ý, nó giống như này nhưng mà cái chất lượng nó kém hơn rất là nhiều. Quan trọng là khi anh em đi mua hàng, anh em phải nắm bắt về được một chút về cái kỹ thuật, cũng như biết nhìn nhận cái mặt hàng mình cần mua, thì các bác đi mua nó rất là dễ. Hiện tại con này em đang bán mức giá là 6.800.000. Đấy, giá này giá không lợi nhuận, còn có hai con thôi, bán thu hồi vốn. Hiện tại giá cũ em đang bán là 7.1 triệu. Nó rất là đẹp luôn. Nói chung con này em đã test cũng khá là nhiều clip rồi về cái chất âm, tiếng sạch, máy khỏe, linh kiện để dọn đi. Tụ là toàn tụ 80V, 2, 4, 6, 8, 16 con tụ, 16 con tụ 80V, 15.000 mi. Và tụ tông đa này đang xịn nhé mọi người nhé. Đấy, cả linh kiện các thứ này ở vị mạch của nó, các bác để ý không, linh kiện dày di dít vào. Nhìn cái vị của nó này, đây, bởi vì hai lớp luôn nhá, hàng xịn đấy. Nó sò chính là xem nào, 56 sò đấy, còn tính cả sò bù áp nữa, con này 64 sò. Con này khá là nặng nhá, khá nặng, rất là nặng luôn. Còn có hai con rồi bán lấy vốn thôi. Đây, dây rác của nó này, cái đầu rác này chuẩn nên nó sử dụng cái đầu rác này, rồi rác nó chỉ nó một phần thôi. Đây, mặt đằng sau của nó đây. Đấy, các bác có thể sử dụng những cọc chân chấu như này hoặc là đường rác lâu trích. Mỗi một kênh 3 và kênh 4, kênh 3, kênh 4 nó chia ra là một vế. Đấy. Và kênh 1, kênh 2 nó chia một vế. Thì các bác có thể đánh dồn kênh 3, kênh 4 vào là một, và kênh 1, kênh 2 là vào là một nhá. Chế độ Sitte này. Chế độ Sitte Bray Mulu. Rất là to. Hôm trước em có test cái con này với lại cặp loa hỏa tiễn nhé, cặp loa hỏa tiễn. Thì không hiểu sao cái cũng là cái bài nhạc đấy. Test lên cái kênh này thì nó không dính bản quyền. Mà test cái kênh cũ của em ấy thì nó lại dính bản quyền. Nó lại đập, thế mà mất dạy không. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại 0976658815.
0925 886 889. Hiện tại cái mùa dịch này thì em chỉ có gửi hàng đi được cho các bác thôi các bạn. Còn những bác mà ở xa thì chắc chắn là không không đi đến mua được rồi, tại vì người ta phong tỏa cấm những cái người nơi nơi khác đến, nên các bác chỉ việc ngồi ở nhà các bác đặt hàng thôi, là em cũng có thể gửi hàng này được đi cho các bác, không cần phải 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 mất thời gian mình đi đến tận nơi. Còn mua ở đâu cũng thế thôi, các bác nên tìm hiểu cho kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Cứ ở đâu cái nhất là hàng chất lượng, cái thứ hai về cái giá cả. Đấy, hàng ngon giá tốt là các bác múc. Rồi, bây giờ em xin kết thúc clip tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.